Xin chào các bạn, cảm ơn các bạn đã đến với kênh Fan PT Vlog. Hiện tại thì mình đang đứng trước công viên trung tâm của thành phố. Mình thấy khung cảnh ở đây đẹp tuyệt vời. Bây giờ mình sẽ đi đến một khu vườn được mệnh danh là thiên đường thực vật nhỏ của thành phố hoang. Đây là hàng rào bao quanh khu vườn nè các bạn. Ở góc đường này mình thấy có một cây cổ thụ. Nó được trồng bên trong khu vườn, nhưng tán của nó xòe ra bên ngoài. Nó có nhiều nhánh nhỏ. Mình thấy lá của nó giống như lá của cây me. Thân của nó thì to và rất gồ ghề. Cây này chắc hẳn là lâu năm lắm. Thân cây có hình dáng uốn lượn, nhìn rất đẹp. Đây là cửa chính để vào khu vườn. Mình thấy ở đây có tấm bảng ghi giờ mở cửa. Khu vườn này đóng cửa từ tháng 11 cho đến tháng 3, cũng là thời gian lạnh nhất trong năm. Mở cửa từ tháng 4 đến tháng 10 để mọi người vào tham quan miễn phí. Thời gian mở cửa bắt đầu từ 9 giờ sáng. Khu vườn này có tên là Vier Schneider. Khi bước vào đây thì mình vô cùng ngạc nhiên vì trước mặt mình mở ra một không gian rất rộng và đẹp. Lối đi ở đây được rải bằng sỏi trắng làm nổi bật cho khu vườn. Bây giờ mình sẽ đi vào để khám phá khu vườn này nha các bạn. Bên trái có một tòa nhà trắng trông giống như một lâu đài nhỏ. Khu vườn này được hình thành cách đây 180 năm. Vì vậy mà mình thấy trong khu vườn này có nhiều cây cổ thụ. Nó được tách ra từ công viên Bát Đo hay còn gọi là Bàn Chân Ngỗng ở ngay phía trước con thuyền trung tâm hội nghị mà mình đã có giới thiệu đến các bạn. Vào năm 1841, người ta tiến hành mở con đường ngay phía trước mặt. Từ đó khu vườn này được hình thành. Khu vườn này có hàng rào bao quanh nên các bậc cha mẹ nếu có dẫn trẻ em vào đây thì cũng rất an toàn. Ở đây mình thấy có sự kết hợp hài hòa giữa những cây cổ thụ và những thảm hoa làm cho khu vườn này mang đậm nét tân cổ điển. Dưới ánh nắng vàng của mùa thu thì khu vườn càng thêm rực rỡ. Có vài người đang chụp ảnh lưu niệm vì không ai có thể thờ ơ trước khung cảnh tuyệt đẹp này. Phía bên này của khu vườn thì giáp với tuyến đường sắt. Thỉnh thoảng lại có một chiếc xe lửa chạy ngang qua, cũng khá thú vị phải không các bạn? Mình nghĩ có lẽ đây là văn phòng điều hành của ban quản lý khu vườn. Phía bên đó là cổng mà mình mới vào lúc nãy. Lối đi được trang trí bằng những cổng chào, càng nổi bật và gây ấn tượng. Mình thấy cảnh vật nơi đây giống như trong truyện cổ tích mà lúc nhỏ mình thường hay đọc. Dọc lối đi rải sỏi trắng là những khóm hoa đang nở rộ với màu sắc rực rỡ. Khu vườn này được mở cửa từ 9 giờ sáng để công chúng vào tham quan. Vào những tháng mùa hè, do ngày dài vì trời lâu tối nên khu vườn đóng cửa rất trễ, vào khoảng 21 đến 22 giờ. Vào mùa thu thì do trời tối sớm hơn cho nên khu vườn được đóng cửa vào lúc 18 giờ chiều. Dọc lối đi này có nhiều cổng vòm phủ đầy hoa leo, vừa tạo cảnh quan đẹp, vừa che mát cho du khách.
Đây là những khóm hoa màu hồng đang nở rộ rất dễ thương. Mọi người có thể vào đây đi dạo hoặc ngồi nghỉ ngơi trên những chiếc ghế và chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thiên nhiên. Bãi cỏ xanh mượt trải dài làm mát dịu tâm hồn của du khách khi đến đây. Những luống hoa phong lữ có màu sắc sặc sỡ vô cùng quyến rũ. Loại hoa này được người Pháp yêu thích và trồng nhiều vì nó nở rất đẹp và lâu tàn. Người ta đến đây để tìm sự thư thái yên bình trong tâm hồn và lưu lại những tấm ảnh làm kỷ niệm. Thỉnh thoảng mình lại thấy có một cây liễu to, phủ lá, có lẽ trước kia thì đây là một cái hồ nước. Cây liễu này rất to và đẹp, lá của nó xõa xuống cả một góc vườn. Có một sự kết hợp rất hài hòa giữa cây, cỏ và hoa nên người ta gọi đây là khu vườn mơ ước. Mình nghĩ khu vườn này được bàn tay của nghệ nhân chăm sóc rất tỉ mỉ và chu đáo. Cùng với sắc vàng của mùa thu càng làm cho khu vườn thêm lãng mạn. Khung cảnh ở đây thật là tuyệt vời phải không các bạn? Mình thấy đây giống như là một khu vườn cổ tích. Mình thấy ở góc bên này có người đang ngồi đọc sách. Người Pháp hay có thói quen đọc sách ở những khu vườn công cộng. Khu vườn này đưa mình đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác vì nó được chia ra làm nhiều phần, tạo cảm giác tò mò và muốn khám phá cho những du khách khi đến đây. Những thanh tre được dùng để trang trí trông cũng rất lạ. Con đường rợp bóng này sẽ đưa mình đến phần tiếp theo của khu vườn. Ở đây người ta dựng một tiểu cảnh rất hoa mỹ và tinh tế. Nó tạo điểm nhấn và làm cho khu vườn thêm sinh động hơn. Cảnh vật lung linh, huyền bí và đầy thơ mộng. Hình ảnh này mang lại cho mình cảm giác vô cùng bình yên. Người ta thiết kế rất hay. Sàn cầu được làm bằng lưới thép, tránh động nước và không trơn trọt theo thời gian. Người ta dùng những vật dụng của nhà nông để trang trí, tuy đơn sơ nhưng mang lại cảm giác rất gần gũi. Hoa được trồng đủ loại, nhiều màu sắc, từ thấp lên cao, rất rực rỡ và đẹp mắt. Khi vào đến đây thì một thế giới tươi xanh mở ra trước mắt mình. Mình nhận thấy khu vườn này là một bộ sưu tập thực vật. Đây là thiên đường yên bình dành cho những người yêu thiên nhiên. Tiểu cảnh này không chỉ tạo điểm nhấn mà còn làm cho khu vườn trở nên sinh động hơn. Con người tìm được cảm giác bình yên trong tâm hồn khi dạo bước và ngắm nhìn khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp. Hoa được trồng quanh những gốc cây tạo nên nét đặc trưng cho khu vườn. Trên nhánh cây này, người ta treo một quả táo to để trang trí. Hình ảnh này cũng khá thu hút phải không các bạn?
Trong khu vườn này người ta cũng trồng rất nhiều bộ trúc sinh. Khi đến đây thì mình có cảm giác như đang ở làng quê Việt Nam, khi nhìn thấy những hình ảnh của bụi trúc rất quen thuộc. Trong khu vườn này còn có một thác nước. Tiếng nước chảy róc rách nghe rất vui tai. Thác nước này đã có cách đây trên 100 năm rồi đó các bạn. Vào năm 1895 thì một nhà tạo cảnh đã sáng tạo ra thác nước này. Trước kia thì đây là một mô hình thu nhỏ của những ngọn thác mà mình thường thấy ở các ngọn núi. Nhưng ngày nay thì trông nó giống như một hòn non bộ hơn. Làn nước trong vắt uốn lượn quanh bãi cỏ xanh rờn tạo nên một cảm giác vô cùng mát dịu. Kế bên là một cái hồ nhỏ với nhiều cây thủy sinh. Khung cảnh lãng mạn và thơ mộng ở đây rất thích hợp cho những đôi uyên ương đến đây ghi lại những khoảnh khắc hạnh phúc nhất của cuộc đời. Vì vậy mà người dân thành phố Anse gọi đây là khu vườn của cô dâu chú rể. Dọc quanh bờ hồ, người ta trồng rất nhiều cây kiểng. Mình rất ngạc nhiên khi thấy ở đây có một loại cây rất giống với rau dấp cá này các bạn. Cũng có một loại khác, hình dạng của lá tương tự nhưng màu sắc của lá thì có pha lẫn màu trắng nên nhìn rất đẹp. Đây là cổng ra của khu vườn. Tòa nhà màu trắng mà các bạn nhìn thấy đối diện bên kia là tòa cảnh sát của thành phố. Mình thấy có xe hoa đang đậu chờ cô dâu chú rể chụp ảnh cưới. Cảm ơn các bạn đã đồng hành và ủng hộ cho Fun Beauty Vlogs. Mến chúc các bạn thật nhiều sức khỏe và có thật nhiều niềm vui trong cuộc sống.